30 ngày đầu năm 2021, bốn con giáp này giàu có hết phần thiên hạ, ôm tiền tỷ về khao cả làng. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, ngoài việc tiên đoán vận may vào mỗi năm, thì trong mỗi thời điểm cũng có không ít những biến động. Trong cuộc sống, ai cũng đều mong muốn mình sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp. Nếu như không thể giàu có, thì ít nhất cũng có một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi ngày phức tạp. Bản thân mỗi người phải luôn tự cố gắng, nỗ lực hết mình để đạt được điều mà mình mong muốn. Bước sang năm mới, sẽ có một số con giáp gặp được nhiều may mắn, được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, thời điểm 30 ngày đầu năm Tân Sửu sẽ có 4 con giáp được phù trợ nồng hậu hơn cả. 4 con giáp này làm gì cũng thuận buồm, xuôi gió, nhưng thành quả mà họ đạt được trong khoảng thời gian này có khả năng phát triển và vững vàng ổn định, giúp họ có được một cuộc sống viên mãn về sau. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu xem đó là 4 con giáp may mắn nào. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Tuổi Dậu. Tử vi tháng 1 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy người tuổi Dậu đón tháng đầu xuân năm mới với tinh thần hân hoan khi vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến. Đầu năm mới hành sự hanh thông, hứa hẹn thu hoạch kết quả tốt lành. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực nhờ nguyên lệnh lâm đế vượng là điềm báo vượng vật quý nhân. Điểm công danh được tài trợ, gặt hái được những thành quả đáng nể. Tuy trong quá trình làm việc vẫn gặp phải những trở ngại, nhưng mức độ cũng không lớn, sau cùng vẫn được xử lý đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Trong tháng có thiên hình tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá, mệnh chủ nên cẩn thận trong lời ăn, tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm. Tài vận duy trì ở mức ổn định, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại. Nhưng bạn vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hớt tay trên. Lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bạn phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Phương diện tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa. Gia đạo an yên sau khi tuổi Dậu và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình. Người độc thân có đào hoa khoe sắc có thể nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu, ý hợp khá nhiều. Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn nên chuyên tâm và nghiêm túc hơn với người kia. Tâm ý cả thèm trong chán, yêu đương tùy hứng hay giận hờn vô cớ sẽ chỉ càng khiến đường tình duyên của bạn thêm trúc trắc, bất ổn. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân, ganh ghét luôn rình rập xung quanh mình. Vòng có giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. 2. Tuổi Thìn. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Thìn nhận thấy, trong tháng đầu năm mới, vận trình của người tuổi Thìn có khá nhiều biến động. Nhìn chung mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch, quan hệ tam hội cục sẽ đem lại cho những chú rồng một tháng rực rỡ so với các con giáp khác. Công việc áp lực ở mức vừa phải, song bản mệnh tập trung xử lý đâu vào đó, kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, sau đó sẽ có những sự thay đổi đáng kể do nguyên lệnh lầm đát dưỡng
lại điểm báo vận trình trong cát có hung, lại thêm sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh gây ra họa thị phi, tiểu nhân ngáng trở. Do đó bạn hãy luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận và ứng phó. Đừng quên có lòng dè chừng các mối quan hệ. Tiểu nhân có thể là bất cứ ai ở bên cạnh bạn. Hành sự thật tỉ mỉ và thận trọng, bạn sẽ tránh được những xui xẻo bất ngờ. Tài vận trong tháng ở mức khá, không có nhiều khoản thu. Đã vậy, việc chi tiêu cho dịp Tết đang muốn của bạn không ít tiền. Nếu không sớm cân bằng lại chi tiêu, bạn sẽ rất dễ gặp họa phá tài. Hơn nữa, việc kinh doanh buôn bán đầu năm cũng chưa sôi động, chủ yếu vẫn phải dựa vào thu nhập từ công việc chính. Vận trình tình cảm của những chú rồng trong tháng Canh Dần năm Tân Sửu 2021 cũng không được lý tưởng. Có những mâu thuẫn tiềm ẩn suốt từ trong Tết, nhưng vì không khí năm mới nên cả hai đều cố nín nhịn để không làm ảnh hưởng không khí của gia đình. Song nếu không sớm giải quyết vấn đề thì nó như một quả bom nổ chậm, đe dọa hạnh phúc của bạn bất cứ lúc nào. Phương diện sức khỏe, tuy không gặp vấn đề bất lợi nào đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn cần chú ý ăn uống điều độ, hạn chế uống rượu bia, thường xuyên thức khuya cũng rất có hại cho thận và gan. Bên cạnh đó, chú ý đi đứng thận trọng, lái xe an toàn. Khi đã uống rượu là không lái xe, tránh xảy ra tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang ngày đầu năm. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí và mang lại bình an cho tuổi Sửu trong năm Tân Sửu 2021. 3. Tuổi Tuất. Bước sang tháng Canh Dần mở đầu năm Tân Sửu 2021, vận trình của người tuổi Tuất bừng sáng nhờ tam hợp nâng đỡ. Công việc tiến triển đều, cảm giác là mọi thứ thông thả hơn, không cần phải quá lao tâm, khổ tứ. Lại thêm quý nhân hữu bận trợ mệnh, dù thời điểm đầu năm bản mệnh vẫn chưa thực sự tập trung 100% vào công việc, tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng gặp thiên thời, địa lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Áp lực công việc lúc này không lớn, đây là thời điểm lý tưởng để bạn hoạch định kế hoạch, dự án mới cho cả năm. Tuy nhiên, nguyên lệnh lâm đất suy báo hiệu vận trình trước vượng sau suy. Với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt xấu để tiến hành từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dù trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng nhìn chung tình hình tài chính của tuổi Tuất bình ổn. Việc kinh doanh, buôn bán đầu năm tuy chưa sôi động nhưng vẫn có nhiều khoản, không lo túng thiếu. Đặc biệt, bạn nên tránh xa các trò cờ bạc đỏ đen, kẻo ham mê quá đà sẽ gây phá tài nặng. Bán hợp cục rất có lợi cho đường tình duyên của người độc thân trong tháng này. Trong quan hệ xã giao với đồng nghiệp, người này dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Trong quan hệ khách hàng thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Ngoài ra, đầu xuân năm mới, giải đạo an yên, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu. Nhiều cặp đôi có thể tính đến chuyện cưới xin ngay trong tháng riêng này. Về vấn đề sức khỏe, tháng này mệnh chủ nên chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ bất ngờ hoặc gặp họa huyết quang do ngũ quỷ, hung tinh tác động. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển, tuổi Tuất cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. 4. Tuổi Mão. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Mão cho thấy, cục diện tam hội đem tới một tháng âm lịch vô cùng thong dong dành cho bản mệnh. Lại thêm nguyên lệnh lâm thai đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông. Vì vậy, những chú mèo có thể kê cao gối ngủ trong tháng này. Nhìn chung, những chú mèo không gặp bất cứ trở lực nào trong tháng, khởi đầu năm mới như vậy là vô cùng tốt hơn so với các con giáp khác. Tuy nhiên, để đạt được bước đột phá mới, đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn. Tin mừng tiếp theo sẽ đến từ phương diện tài chính. Tài lộc ngày càng khởi vượng nhờ sự xuất hiện của chính tài. Trong tháng riêng này, tuổi Mão làm việc khá thành thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm.
Thị trường đầu năm thường ít biến động, bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước. Đợi thời cơ làm lớn, tham lam khiến bạn mất cả chì lẫn chài. Nhưng ngay từ đầu tháng, bản mệnh vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, sợ sẽ dẫn tới phá tài. Đào hoa trong tháng cũng có dấu hiệu khoe sắc tích cực nhờ bách việt chiếu mệnh. Người độc thân, vượng đào hoa, nhân duyên khác giới rộng mở, có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến du xuân hay đi du lịch đầu năm mới. Bên cạnh đó, trong thời điểm này, vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm, nhưng biết 9 bỏ làm 10, giữ gìn gia đạo, yên vui. Phương diện sức khỏe, cần chú ý tới vấn đề ăn uống. Những cuộc ăn nhậu, tụ tập trong kỳ nghỉ dài sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa, nên bạn thường bị đầy hơi, ăn không ngon. Nhiều người lại lười tập luyện khiến trọng lượng cơ thể tăng đáng kể. Cho nên bản mệnh hãy cố gắng tận dụng cơ hội này, từ đó tạo ra bước đệm phát triển trong thời điểm tiếp theo. Bên cạnh đó, bản mệnh mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc và cát lành. Đặc biệt, vòng còn chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.